Tập 1 An Bình, Đài Loan. Cố lên, gắng nữa lên. Gắng lên, gắng sức nữa lên. Cố gắng lên. Được rồi, được rồi, đầu sắp ra rồi. Đau quá. Dặn thêm chút nữa đi, gắng thêm chút nữa. Thục Hoa, dùng sức đi con. Tiểu Quân, ba ơi. Tiểu Quân, Tiểu Quân sao rồi? Làm sao giờ? Đã một ngày rồi vẫn chưa sinh được. Vẫn không sinh được nữa thì gây. Thục Hoa, Thục Hoa, Thục Hoa, em gắng lên. Chị Thục Hoa, Thục Hoa, chị Thục Hoa, Thục Hoa, con tỉnh lại đi. Tiếng Thái phải làm sao đây? Gọi con bé dậy đi. Chị Thục Hoa, chị Thục Hoa, chị Thục Hoa, Thục Hoa, chị Thục Hoa, Thục Hoa, nhanh, chị Thục Hoa, con bé tỉnh rồi, mau, mau rặn đi. Đúng vậy, rặn đi. Chị Thục Hoa, ra sức đi. Được rồi, được rồi, sinh rồi. Thiếu gia, chúc mừng cậu sinh được một tiểu thiếu gia. Thục Hoa, Thục Hoa, con đâu? Đứa bé ở đây này. Em nhìn đi. Thục Hoa, vất vả cho em rồi. Thục Hoa, con sinh đứa bé mất một ngày, thể chất con vốn đã yếu, cộng thêm lần trước sinh Tiểu Quân tổn hại đến nguyên khí, con nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không thì sẽ không có sức nuôi con đâu. Thím yên tâm, con không sao. Thiếu gia, cậu đã đặt tên cho tiểu thiếu gia chưa? Con đã nghĩ xong rồi, gọi là Trịnh Minh Kiệt. Trịnh Minh Kiệt, Minh trong khắc cốt ghi tâm, Kiệt trong anh hùng hào kiệt. Minh Kiệt, đúng là cái tên hay, giống như tên của Nghi Quân, đều rất nghĩa hiệp. Các người làm gì vậy? Thiếu gia ở đâu? Làm gì vậy? Thiếu gia Lý Dũng. Thiếu gia, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cậu rồi. Lão gia bảo chúng tôi đến đưa cậu về. Không thể nào. Lúc đầu tôi rời đi thì đã không có ý định quay trở về nữa rồi. Các anh về đi. Thiếu gia, lão gia nói rồi, nếu như cậu không đi theo chúng tôi thì có phải trói, chúng tôi cũng phải trói cậu trở về. Các anh dám? Đưa thiếu gia đi. Thiếu gia, các người làm gì vậy? Thiếu gia, buông tôi ra. Làm gì vậy? Buông ra. Thiếu gia, thiếu gia, buông ra. Thiếu gia đi thôi. Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy hả? Làm gì vậy? Buông tôi ra. Nói đi. Không phải chuyện của các anh. Anh cút đi. Có A Phát tôi ở đây, đừng hòng làm càn. A Phát, con đem ít cá đến cho chị dâu bồi bổ cơ thể. Đám người này đến đây làm gì vậy? Ăn cướp sao? Chúng tôi là người do lão gia phái đến. Thiếu gia, cậu có biết mấy năm cậu đi, lão gia và phu nhân nhớ cậu nhiều thế nào không? Cậu mau trở về hiếu thuận với họ đi. Nếu không phải lão gia nhà các người hợm hỉnh, khinh thường chị Thục Hoa xuất thân bần hàn, không chấp nhận dễ là con dâu. Đừng có nói giờ có con trai con dâu hiếu thuận, mà ngay cả cháu trai cháu gái cũng có rồi. Thiếu gia nhà chúng tôi là học sinh du học ở Pháp, lại là con độc đinh của tiệm đồ tay Trịnh Ký, sao cậu ấy có thể tùy tiện kết hôn được? Thiếu gia, lão gia đã nhượng bộ rồi. Cậu nạp thiếp thì cứ nạp, nhưng mà cậu phải quay về chứ. Lý Dũng, anh nói linh tinh gì vậy? Dớ dẫn, nạp thiếp cái gì chứ? Tôi cho anh hay, đừng có chia cách gia đình của Trịnh thiếu gia nữa. Cút đi cho tôi. Không được đánh gãy chân của mấy người đấy. Anh là cái thái gì chứ? Nào, anh đánh đi. Anh đánh thử xem. Các người muốn làm gì? Đừng đánh, thiếu gia, đừng đánh. Buông cậu ấy ra, buông ra, buông ra. Đừng đánh nữa, thiếu gia, buông tôi ra. Buông tôi ra, buông ra. Thank you.
Buông tôi ra, thiếu gia, thiếu gia. Các người tránh ra, thiếu gia. Thiếu gia, các người làm gì vậy, thiếu gia? Buông tôi ra, Thế Hiền. Buông tôi ra, Thế Hiền, Thế Hiền. Chị Thục Hoa, Thục Hoa. Chị Thục Hoa, tránh ra. Thế Hiền, Thế Hiền. Thục Hoa, anh đừng đi. Thục Hoa, Thế Hiền, Thế Hiền. Thục Hoa, Thế Hiền. Thục Hoa, em không sao chứ, anh đừng đi. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Các người tránh ra, đi thôi. Thiếu gia, mau đi thôi. Thục Hoa, buông anh ấy ra. Thục Hoa, các người buông anh ấy ra đi. Các người tránh ra, đi thôi. Các người buông anh ấy ra. Các người tránh ra, đi thôi. Thục Hoa, Thế Hiền, anh đừng đi. Thục Hoa, anh đừng đi. Thế Hiền, đừng đi. Buông tôi ra. Thục Hoa, Thế Hiền. Thục Hoa, các người buông anh ấy ra đi. Thục Hoa, ba ơi. Buông tôi ra, Thế Hiền, mau đi thôi. Thục Hoa, anh quay lại đi, Thế Hiền. Thục Hoa, buông tôi ra. Thục Hoa, đừng đưa anh ấy đi mà. Ba ơi. Thục Hoa, Thế Hiền, buông tôi ra. Thục Hoa, Thục Hoa, Thục Hoa, Tiểu Quân, Thế Hiền. Hai mẹ con đợi anh trở về. Hai mẹ con hãy đợi anh. Con muốn ba. Thế Hiền, anh quay lại đây. Đến rồi. Thiếu gia thật sự trở về rồi. Tôi đi thông báo đã. Cẩn thận. Làm cái gì thế? Thế Hiền. Thế Hiền. Thế Hiền, cuối cùng con cũng về rồi. Sao lại trói thế này? Mau cởi trói đi. Nhanh. Để mẹ xem nào. Có đau không? Trói sưng hết cả tay rồi. Lão gia bảo các cậu đi mời người về, chứ không phải bảo các cậu trói người đem về. Chuyện này lỡ như Thế Hiền có bất trắc gì thì các cậu lấy cái gì chịu trách nhiệm đây? Lão phu nhân, chúng tôi cũng vì sợ trên đường đi thiếu gia chạy mất, thế nên tôi... Cậu nói nữa. Thế Hiền, con ngoan của mẹ. Để mẹ xem nào. Con nhìn coi. Con ốm đi nhiều quá. Con ở bên ngoài rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vậy? Con không chịu khổ cực gì hết. Mẹ, ở bên ngoài mấy năm nay là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cuộc đời con. Con phải quay về bên cạnh Thục Hoa. Không ai ngăn được con đâu. Con, Thế Hiền, Thế Hiền. Anh nghe em nói, Thế Hiền. Mẹ anh đã hơn 2 năm rồi không gặp anh. Mỗi ngày bác ấy đều rửa mặt bằng nước mắt. Lẽ nào anh không quan tâm mẹ anh chút nào, không để ý đến cảm nhận của bác chút nào sao? Mẹ, không phải con trai bất hiếu. Chỉ cần mẹ chấp nhận Thục Hoa, con sẽ đưa cô ấy và bọn trẻ về hiếu thuận với mẹ. Con ngậm miệng lại. Mỹ Phương còn ở đây mà con dám nói những lời đó sao? Con bé đợi con bao nhiêu năm, con đã phụ tấm chân tình của nó, nhưng mà nó không hề trách con. Ngày nào cũng đến chăm sóc mẹ. Nếu như không nhờ có Mỹ Phương thì mẹ con sớm đã chết vì cô đơn rồi. Mẹ cho con hay, ngoài Mỹ Phương ra, nhà họ Trịnh sẽ không có con dâu thứ hai. Mẹ, mẹ nghe con nói. Thục Hoa là một cô gái hiền lành. Hơn nữa cô ấy đã sinh cho mẹ một đứa cháu trai, một đứa cháu gái. Cháu trai của mẹ vừa mới chào đời vào tối hôm qua. Mẹ không muốn gặp cháu của mẹ hay sao?
Cháu trai. Mẹ có cháu trai rồi sao? Đúng thế. Vậy cháu của mẹ đâu? Sao không đưa thằng bé về đây? Chỉ cần mẹ chịu chấp nhận Thục Hoa, con sẽ đưa mẹ con cô ấy về. Không thể nào, mẹ không thể chấp nhận người phụ nữ đó. Cô ta lừa con bỏ nhà ra đi. Cả đời này cô ta cũng đừng mong làm con dâu của mẹ. Mẹ chỉ cần cháu của mẹ thôi. Lý Dũng, lập tức đi đưa cháu trai của tôi về đây. Dạ, tôi đi ngay đây, đi thôi, đứng lại. Mẹ, mẹ không thể nào chỉ cần cháu trai, cháu gái mà không cần Thục Hoa. Mẹ chỉ cần cháu trai thôi. Cả đời này mẹ không thể nào chấp nhận cô ta. Cô ta đừng mơ bước chân vào cửa nhà này. Được. Nếu như mẹ kiên trì như vậy thì cả đời này con sẽ không quay về nữa. Con. Lão gia. Lão gia, bảo bọn họ lui xuống. Lui xuống đi, lui xuống hết cả đi. Dạ, đi đi. Đi 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 đi. Ba, có câu nói thế này: ba mẹ còn thì không đi xa. Đạo lý này con hiểu chứ? Học hành bao nhiêu năm nay, dứt đi đâu cả rồi? Là ba mẹ ép con thành ra như vậy. Con nói cái gì? Quỳ xuống. Lão gia, đừng mà. Quỳ xuống. Lão gia, vì một đứa con gái không rõ lai lịch mà không cần ba mẹ nữa hay sao? Thế gì của nhà họ Trịnh cũng không cần nữa hay sao? Thục Hoa không phải là người con gái không rõ lai lịch. Cô ấy là vợ của con mà. Cô ấy cũng là mẹ của các con. Con câm miệng. Mỹ Phương mới là vợ chưa cưới thật sự của con. Con vì người phụ nữ đó mà bỏ rơi cha mẹ, bỏ rơi vợ chưa cưới thật sự của con. Bỏ đi mấy năm trời bặt vô âm tín. Nếu ba không cho người đi bắt con thì con cũng không chịu quay về. Con có còn là con người không? Nếu như không thể quay trở về bên cạnh Thục Hoa và các con thì con thà đi chết còn hơn. Bớt nói vài câu đi Thế Hiền. Được, ba tác thành cho con. Hôm nay ba sẽ đánh chết con. Con như ba chưa từng sinh ra con. Lão gia, lão gia, lão gia, lão gia, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lão gia, đừng đánh nữa mà. Đưa nó cho tôi. Dạ. Thế Hiền. Lão Lý, trả cho tôi. Buông tay ra. Đừng làm vậy, đừng làm vậy mà. Dạ đây. Đây là đồ mà người phụ nữ đó đưa cho con hay sao? Ngày nào con còn đem nó theo mình thì ngày đó vẫn không cắt đứt được nghiệt duyên này. Đem đi đốt đi. Ba cho con hay, ba không những không cho người phụ nữ đó vào nhà mà bất kỳ đồ đặc gì của cô ta cũng không được bước vào nhà họ Trịnh này. Đốt nó đi. Dạ. Không được. Thế Hiền, con còn muốn làm gì nữa? Tránh ra. Bác trai, bác đánh chết Thế Hiền thì con cũng không tiếc sống nữa. Coi như nuôi con phí công. Bác trai đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mà tránh ra. Bác gái. Mẹ. Bác gái. Bác gái. Mẹ. Con coi con kìa, vừa sinh xong sao có thể để ngắm nước mưa được? Nếu để lại di chứng thì phải làm sao? Không máu, không nước mắt, không lương tâm, cứ thế mà lôi thiếu gia đi. Như này thì chị Thục Hoa phải làm sao chứ? Đừng nói nữa. Sao lại như vậy chứ? Mẹ ơi, con muốn ba. Mẹ ơi, con muốn ba. Đừng khóc nữa.
Người anh em có thấy ba người áp tải một người đến bến tàu này không? Không có, không có, không nhìn thấy hay sao? Không thấy. Lão Lý, hai người các anh có nhìn thấy ba người áp tải một người đi qua đây không? Không thấy. Anh thật sự không nhìn thấy hay sao? Không thấy. Chuyện đó có nghe ngóng được gì không? Không có. Tiểu Lý, chuyện tôi nhờ anh để dò la được chưa? Không dò la được. Vậy có ai có thể dò la được không? Thế Hiền. Thế Hiền đâu? Bác gái, Thế Hiền ở đây. Anh ấy vẫn chưa đi à? Mẹ, Thế Hiền, con thật sự không cần mẹ nữa sao? Mẹ, mẹ xem mẹ nói gì vậy? Trước giờ con chưa từng muốn làm một người con bất hiếu. Nhưng tại sao mẹ không chịu chấp nhận Thục Hoa chứ? Con ấy, trong lòng chỉ nghĩ tới người phụ nữ đó. Con có nghĩ cho Mỹ Phương không? Hai con từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Con bé đã gửi gắm tình cảm vào con cả đời. Nhưng không ngờ con lại đột nhiên thích người khác. Con bé chưa từng quán trách, còn vất vả chờ đợi con. Con nói xem, con không thấy có lỗi với nó hay sao? Để tôi lui xuống đi. Dạ. Bác gái, đừng nói chuyện này vội. Bác uống thuốc đi đã. Sức khỏe bác mấy năm nay vẫn không được tốt. Bác sĩ nói đều do đau lòng mà ra. Thế nên sau này bác đừng khóc nữa. Bác hãy uống thuốc đi. Thế Hiền, Mỹ Phương, nếu như lúc sinh thời mẹ không có cách nào nhìn thấy hai con kết hôn thì chẳng thà mẹ chết đi cho rồi may ra còn được thanh thản. Bác gái, bác đừng nói những lời như vậy. Mẹ, Thế Hiền, anh mau nói với mẹ anh đi, sau này anh sẽ không đi nữa. Mau nói đi, đừng cho mẹ uống thuốc làm gì nữa, để mẹ chết luôn cho rồi. Thế Hiền, mẹ, con hứa với mẹ, con không đi nữa. Thật sao? Con đừng lừa mẹ nha. Thật đó, con thật sự không đi nữa đâu. Nào, mẹ uống thuốc đi. Được. Mẹ uống. Mẹ uống. Mẹ uống. Ba nhất định sẽ trở về. Chị Thục Hoa, cơ thể chị vẫn chưa khỏe hẳn, sao chị đã dậy làm việc rồi? Chị mau đi nằm đi. Chị đã qua tháng ở cử, nếu không ra ngoài đi làm thì sẽ không có cơm ăn đâu. Nhưng mà sức khỏe của chị yếu quá, sau khi sinh xong còn bị người ta đạp bị thương, rồi dính nước mưa nữa. Chị coi, chị coi, đã ho đến như vậy rồi. Không sao. Tiểu Kiệt, ăn cháo chưa? Ăn rồi, em cũng đã dỗ ở hơi cho bé rồi. Tiểu Kiệt của mẹ đáng thương quá. Mẹ lại không có sữa. Mẹ thật là vô dụng. Sao rồi, dò la được gì chưa? Ngày mai tôi lại đi chuyến nữa. Tôi sẽ lại đi quanh Hạ Môn hỏi xem. Chị đừng sốt ruột quá. Cảm ơn cậu.
Thật là khí thế. Tốt, tốt, tốt lắm. Chúc mừng, chúc mừng. Tốt lắm. Chị Thục Hoa, chị vẫn ổn chứ? Tốt, chúc mừng. Mau lên. Bác sĩ, cảm ơn ông. Chị Thục Hoa, sức khỏe của chị vốn không tốt, sinh xong lại bị thương nặng như vậy. Bác sĩ nói nếu chị còn không dưỡng bệnh cho khỏe hẳn thì sợ rằng không gắn gượng nổi qua 2 năm đâu. Như vậy thì phải làm sao? Không sao đâu, vì Tiểu Quân và Tiểu Kiệt, chị nhất định sẽ kiên trì. Yên tâm đi. Thiếu gia, hiện giờ cậu đang ở đâu? Cậu hãy về sớm đi. Không thôi mẹ con chị như này, chị thì bệnh, con thì còn bé, như vậy thì phải làm sao chứ? Thục Hoa, anh xin lỗi. Vì không muốn ba mẹ cướp con khỏi tay em, chỉ có thể đồng ý với ba mẹ mọi việc. Nhưng mà anh nhất định sẽ quay trở về tìm em. Thục Hoa, em phải đợi anh. Đợi một thời gian nữa, anh nhất định sẽ tìm cách trốn về. Thế Hiền, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm thôi. Em ngủ trước đi, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Anh ra ngoài uống rượu với khách.
Em xem, đây là anh tìm người mua cho em đấy. Thật đẹp quá. Thật đẹp quá. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hai chúng ta, cũng là ngày con chúng ta ra đời. Hai năm nay tay nghề thêu thù của em rất giỏi, kiếm được không ít tiền. Anh mới có khả năng mua cho em cái này. Nào, hoa tung bay, hoa tung bay. Năm đó thiếu gia bỏ lại toàn bộ gia sản, một đồng tiền cũng không lấy, chỉ đưa chị Thục Hoa đến đây sống. Hiện giờ cũng coi như là đã thành gia lập nghiệp rồi. Thế Hiền, khi nào anh mới quay trở về? Cơ thể này của em không biết có thể chống đỡ nổi cho đến khi anh trở về hay không. Từ khi Tiểu Kiệt ra đời cho đến đây đã nửa năm rồi, anh cũng không về thăm thằng bé. Hiện giờ Tiểu Quân cũng không còn hỏi em ba ở đâu nữa rồi. Lẽ nào anh muốn để bọn trẻ trở thành kẻ mồ côi không có cha sao? Nếu như em chết rồi thì các con phải làm sao? Thế Hiền, sao anh lại bỏ rơi mẹ con em như vậy? Tại sao anh vẫn chưa quay về? Thế Hiền, anh hận em không? Nhìn anh như vậy, trong lòng của em cũng buồn lắm. Nhưng mà những chuyện này em cũng không có cách nào cả. Em lấy nó từ chỗ của Lý Dũng. Em biết thứ này nhất định rất quan trọng đối với anh. Đây là thứ duy nhất mà Thục Hoa đưa cho anh. Anh yêu cô ấy như vậy, cô ấy nhất định là một người con gái rất tốt. Em tin hai người nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Đã muộn lắm rồi, về ngủ đi thôi. Anh muốn ngồi ở đây một lát.
Mẹ ơi, mẹ có đau không hả mẹ? Mẹ không đau. Để con xoa cho mẹ, đau nhức biến mất rồi thì mẹ sẽ không đau nữa. Ngoan lắm, mẹ không đau nữa rồi. Ngoan, đừng khóc nữa. Chỗ đau của mẹ biến mất rồi. Được rồi, con mau nằm xuống đi, ngủ ngon nhé. Ngoan quá, con muốn nghe mẹ hát. Được, mẹ hát cho con nghe nhé. Con muốn nghe bài gì? Con muốn nghe bài Ngôi sao lấp lánh. Mẹ hát cho con nghe nhé. Từng ngôi sao sáng lấp lánh trên trời đầy những ngôi sao nhỏ. Ở trên trời cao tỏa ánh sáng giống như rất nhiều con mắt nhỏ. Từng ngôi sao sáng lấp lánh trên trời đầy những ngôi sao nhỏ. Bảy năm sau, Tiểu Quân, mẹ ơi, ngoan. Mẹ ơi, mẹ lại đợi tin tức của ba sao? Hôm nay có rất nhiều thuyền buôn, chắc sẽ có người biết về tung tích của ba. Chúng ta cứ từ từ hỏi, chắc chắn sẽ có kết quả thôi. Mẹ ơi, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, mẹ phải chú ý sức khỏe nha. Như vậy khi ba trở về thấy mẹ tươi tắn thì ba mới vui vẻ được. Được, mẹ biết rồi. Tiểu Quân, mẹ sẽ chú ý sức khỏe. Đúng rồi, Tiểu Kiệt đâu? Em bé bảo đi tìm bạn để chơi. Con bảo em đừng đi, nhưng mà em không nghe. Vậy sao con có thể để em đi một mình chứ? Em nói em muốn kết bạn, không cho con đi theo. Đi mau. Cậu thua rồi, cậu thua rồi. Cậu ta đang làm gì vậy? Qua đó coi thử. Đang làm gì vậy? Nè, cậu đang làm gì vậy? Tôi đang thổi kèn lá. Cậu xem, cái lá này biết hát đó. Thật hay giả vậy? Để tôi xem đây là cái gì nha. Lá sao có thể biết hát? Cậu nói khoác. Không phải lá cây không biết hát, mà là cậu quá lỗ mãng. Lá cây sẽ không hát cho cậu nghe đâu. Cậu dám cười tôi? Đứa trẻ bị bỏ rơi như cậu chỉ biết nói khoác. Tôi không phải đứa trẻ bị bỏ rơi. Đúng là vậy. Tôi không phải. Cậu chính là vậy. Tôi không phải. Đánh đi, đánh đi. Đánh cậu ta đi. Đúng là đứa trẻ không ai cần. Đánh đi, đánh đi. Cho chết đi. Đánh đi, đánh. Không ai cần, không ai cần. Đứa trẻ không ai cần. Đánh đi, đánh đi. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể khóc được chứ? Chú A Phát, sao con lại trốn vào đây khóc một mình? Các bạn nói con là đứa trẻ bị bỏ rơi, thế nên con đã đánh nhau với tụi nó. Đánh thua cũng không sao, luyện tập cho bản thân khỏe mạnh lên để lần sau đánh thắng. Khóc thì có ích gì chứ? Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, mẹ ơi, Tiểu Kiệt ở bên đó kìa. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, mau lau nước mắt đi. Nếu để mẹ con nhìn thấy thì mẹ con sẽ buồn đó. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, em lại đi đánh nhau với người ta rồi. Em, Tiểu Quân, con lại cao thêm rồi. Lại đây đo với chú thử coi. Cười rồi. A Phát,
Chị dâu, lần này đến Hạ Môn tôi đã tìm một lượt nhưng vẫn không nghe ngóng được tin tức gì. Thật xin lỗi. Không sao đâu, mấy năm nay cậu cũng đã giúp tôi tìm lâu như vậy rồi, thật vất vả cho cậu quá. Đúng ra đã 7 năm rồi, Hạ Môn cũng không lớn, đáng lẽ là dễ tìm. Công việc kinh doanh của cửa hàng Trịnh Ký lại lớn như vậy, nhưng mà lại tìm không ra. Tôi thật vô dụng. Bỏ đi. Đã bao năm trôi qua, tôi cũng không mong đợi gì nữa. Mẹ ơi, con mời mẹ. Sao con còn chưa ngủ chứ? Con muốn ở bên mẹ. Mẹ ơi, mẹ thêu đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, bức tranh mẹ vẽ cho con sắp thêu xong rồi. Để mẹ coi. Buổi thêu ở đây chưa thẳng hàng nè. Con đã theo màu vào chỗ đó rồi. Không thẳng hàng một chút chắc cũng không nhìn ra đâu. Nhìn xa thì không thấy. Nhưng không thẳng hàng như vậy sẽ rất lộn xộn. Con coi, nhìn gần trông rất xấu. Vậy đừng nhìn gần là được. Tiểu Quân, con nghe mẹ nói nè. Cách theo cũng giống như cách làm người vậy. Nhất định phải tỉ mỉ, có phép tắc, từng bước từng dấu chân. Không thể qua loa, không được lười nhác. Như vậy mới có thể nhận được sự tôn trọng từ người khác, mới đạt được thành công. Thêu thù cũng như vậy, nhất định phải làm từng mũi một. Phải thêu chắc chắn, tỉ mỉ. Không được giở trò, không được khôn lõi. Như vậy mới thêu ra được bức tranh đẹp nhất. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ. Ngoan lắm. Mẹ ơi, cách thêu này của mẹ đẹp quá. Một mũi thêu mà có hai lớp màu lận. Cách này gọi là theo móc xích nhiều màu. Theo móc xích nhiều màu, con cũng muốn học. Đợi khi con lớn lên rồi mẹ sẽ dạy con. Tại sao phải đợi con lớn lên mới dạy ạ? À? Giờ con đã biết những thứ cơ bản rồi, có thể học những cái khác rồi ạ. À? Cách theo rất dễ, mẹ dạy là con sẽ biết ngay thôi. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là cách theo nhiều kiểu, mà là kỹ năng cơ bản. Thế cho nên nếu con không chăm chỉ, có thành thạo nhiều mẫu tới đâu cũng đều là giả thôi. Đều là hàng giả, không thể nhìn gần được. Con hiểu rồi. Vậy con sẽ luyện tập kỹ năng cơ bản cho thật tốt. Con muốn học cách theo, làm sao mà nhìn gần cũng không tìm ra lỗi gì. Được. Đợi khi con theo từng mũi một đều thẳng hàng thì mẹ sẽ dạy cho con liền, được không? Dạ được. Mẹ ơi. Mẹ ơi, khi nào ba về ạ? Mẹ bị ốm rồi. Rồi sẽ có một ngày ba trở về thôi. Mẹ ơi, mẹ yên tâm. Cho dù ba không có quay về thì con và Tiểu Kiệt sẽ mãi ở bên mẹ. Mở cửa, mở cửa. Mở cửa. Tôi nói này bà Trịnh, bà đã nợ tôi 5 tháng tiền nhà rồi, khi nào mới đưa cho tôi đây? Cái nhà này của tôi còn có người muốn thuê đấy. Anh xem, cái gì đem thế chấp được tôi cũng đưa hết rồi. Có thể cho tôi thêm vài ngày được không? Tôi nhất định sẽ gom đủ tiền. Tôi lấy mấy cái đồ thêu đó thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Đừng nói lời thừa thải. Cậu không trả tiền thuê nhà thì lập tức dọn đi đi. Xin lỗi anh chủ nhà, xin anh cho tôi thêm vài ngày nữa có được không? Tôi gom được tiền sẽ đưa cho anh ngay mà. 3 ngày. 3 ngày sau tôi đến lấy tiền nhà. Nếu không tôi sẽ đuổi thật đó. Ugh.
đổi chân rồi. Chị đâu có đổi chân, em nhìn thấy rồi. Được, vậy em chơi đi. Em dẫm vào vạch rồi. Em sai rồi, tiểu quân tiểu kiệt. Thuyền trưởng A Phát, thuyền trưởng A Phát. Mẹ đâu? Mẹ con đang gấp rút làm việc. Mẹ nói tụi con đừng làm phiền mẹ. Và chúng ta đừng làm phiền mẹ các con ha. Tiểu Kiệt, đây là hộp nhạc chú tặng con. Cảm ơn thuyền trưởng A Phát. Tiểu Quân, con giúp chú đem cái này vào nhà. Nhớ nha, nói khẽ thôi. Dạ được. Mẹ ơi, mẹ nghe thấy rồi. Mẹ nhìn này, được rồi, vào nhà đi. Chị dâu, vào nhà đi. Dương phu nhân, thật ngại quá. Sản phẩm thêu của bà tôi vẫn chưa làm xong. Còn bao lâu nữa vậy? Dương phu nhân, thật là ngại quá. Hai ngày này tôi sẽ cố gắng làm cho xong. Đợi làm xong đích thân tôi sẽ đem qua cho bà. Bà khỏi phải tự mình đến lấy. Thôi được, đi thôi. Cảm ơn.